Công ty cổ phần bất động sản Đức Hòa Đông vừa khởi công xây dựng dự án Dragon Burn tại đường tỉnh lộ 10, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Công ty cổ phần bất động sản Đức Hòa Đông là thành viên của tập đoàn Quảng Thuận, được gây dựng từ những người Quảng Nam ưu tú xa quê, hiện làm chủ đầu tư dự án khu đô thị Dragon Burn có quy mô gần 49 ha với nhiều tiện ích đa dạng và đẳng cấp phía Tây Sài Gòn. Đại diện chủ đầu tư cho biết dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cấp quyết định giao đất ngày 21 tháng 1 năm 2021, Sở Xây dựng Long An cấp phép ngày 5 tháng 2 năm 2021. Dự án như là một cầu nối giữa hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ. Và đây sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư nắm bắt tiềm năng gia tăng giá trị tại đô thị vệ tinh phía Tây thành phố Hồ Chí Minh. Về pháp lý của dự án, khu dân cư Cao Đồng Bơ đã hoàn chỉnh đầy đủ về mặt pháp lý. Công ty cổ phần bất động sản Đức Hòa Đông chúng tôi, chủ đầu tư sau nhiều năm hình thành và phát triển, được biết đến là một tập đoàn đa ngành trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, xây dựng, trường học, giáo dục. Hòa cùng với mục tiêu phát triển quy hoạch chung đô thị Đức Hòa thành đô thị loại 1 và đến năm 2025 thành lập thành phố Đức Hòa trực thuộc tỉnh, công ty cổ phần bất động sản Đức Hòa Đông chúng tôi cam kết sẽ đầu tư, xây dựng và kiến tạo khu dân cư Tao Đình Vơ thành một khu đô thị kiểu mẫu với tiêu chí xanh, sạch, hiện đại, thân thiện với môi trường, góp phần đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh nhà. Trước đó, công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phúc Thịnh Len và công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Bến Thành được chủ đầu tư tin tưởng hợp tác phát triển và phân phối độc quyền các sản phẩm ra thị trường với 180 nền đất ở biệt thự Song Lập, một khu chung cư cao tầng và hơn 1.700 nền đất ở nhà phố liền kề có diện tích trung bình từ 80 đến 150 m2. Hiện dự án đang tiến hành thi công cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nhà điều hành, dự kiến tháng 1 năm 2022 sẽ chính thức mở bán đợt 1. Dự kiến giá bán đất nền sẽ từ 15 đến 18 triệu đồng một mét vuông. Có thể nói đây là dự án khu đô thị thông minh có vị trí đắc địa giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Bình Chánh và Hóc Môn, giao thông thuận lợi ngay mặt tiền tỉnh lộ 10 với 6 làn xe, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu sống hiện đại của người dân và chuyên gia tại các khu công nghiệp trọng điểm trong tương lai.